Thế giới đầu gia Khương Phạm kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì ngày hôm nay là cái kênh của Khương nó còn thiếu dò xem anh chị nha, cho nên là ngày hôm nay là lên sale những cái dòng sản phẩm giống như thế này để cho cô chú anh chị mình xài. Khương thì lấy lực tương tác cho nên là bán giá rẻ cho cô chú anh chị nha. Rồi Khương sẽ báo giá từng sản phẩm, sẽ báo giá từng sản phẩm luôn. Cô chú anh chị nào mình mua sản phẩm nào thì cứ chụp màn hình gửi qua số Zalo Khương để trên màn hình nha cô chú anh chị. Rồi trước tiên á là Khương sẽ nói từ cái hàng giá rẻ cho tới giá mắc. Cái này là cái bao da nữ, cái bao da đựng tiền, túi da đựng tiền nữ, ví nữ nha, đựng tầm khoảng là 30 triệu tiền mặt và cũng có nút bóp đây nè. Đây là da ngựa, bình thường giá rất là cao nha, nhưng ngày hôm nay anh chị nào mua sản phẩm này Khương sale giá cho anh chị là 60k. Rồi tiếp tục là sản phẩm một chiếc bắp da miêu hạt rất là mềm nha, màu navy. Thì cô chú anh chị nào mình mua sản phẩm này thì chụp màn hình lại, khi mà Khương đưa cái tay vậy nè, cô chú anh chị mình chụp màn hình lại, muốn mua giá rẻ thì cứ chụp màn hình lại giùm Khương nha. Cái này Khương sale cho anh chị 60k, đảm bảo với anh chị là da thật 100%. Nếu anh chị kiểm không đúng da thật, anh chị cứ trả hàng về cho Khương. Bên đây được bao cho cô chú anh chị và kiểm tra hàng trước khi nhận hàng luôn cô chú anh chị nha. Nhận hàng xong mình mới thanh toán nha. Rồi tiếp tục chiếc ví này. Ví này là cái hàng trưng bày ở trong tủ này nè anh chị, trưng bày trong tủ. Bây giờ ra sale giá rẻ cho cô chú anh chị mình xài. Cô chú anh chị nào mình mua cái chiếc ví này, đây, bao xịn sò cho anh chị nha. Ví này là 70k. Nói chung là cô chú anh chị nào mình cứ chụp hình, chụp màn hình lại giùm Khương. Đó, chụp màn hình thì Khương gửi đúng như vậy cho cô chú anh chị. Và tiếp tục chiếc ví này là ví màu đen, đó, da miêu hạt rất là chất lượng, đây, full da. Thì cô chú anh chị nào mình sử dụng cái sản phẩm này thì mình chụp màn hình lại cho Khương nha. Giá cái này là Khương bán cho anh chị là 60k. Và tiếp tục đây là một cặp siêu phẩm mới làm ra nha, cái hàng này hàng mới nha, mới làm ra. Một chiếc ví nam và một chiếc ví nữ, đựng điện thoại, đựng tiền, kim đựng tất cả mọi thứ. Và chiếc ví này Khương sẽ bán cặp chứ không có bán lẻ nha. Cô chú anh chị nào mình mua nguyên một cặp giống như thế này, Khương bán cho cô chú anh chị và các bạn mình giá là 380k là được một cặp. Cái ví nữ này giá thị trường hiện tại bên Khương bán 600k là ví nữ. Đây là cái ví nam giá thị trường bán 280k. Nhưng mà cô chú anh chị nào mình mua một cặp tình nhân giống như thế này thì bên đây là Khương sẽ sale cho cô chú anh chị và các bạn mình giá với là 380k. Và đây là một chiếc bóp da độc lạ. Đây là một chiếc bóp da độc lạ nha cô chú anh chị. Đây, thì giá thị trường ngày xưa là Khương bán là 380k và bây giờ Khương sale cho anh chị mình là 200k nha. Và tiếp tục đây là chiếc ví da trăng. Chiếc ví da trăng đây rất là tuyệt vời luôn nha anh chị, bao cho anh chị mình xài. Giá thị trường ngày xưa là Khương bán chiếc ví da trăng này với giá là 550k. Và ngày hôm nay cô chú anh chị nào mình mua thì Khương sẽ để cho cô chú anh chị mình là với giá là 250k. Rồi tiếp tục đây là một chiếc ví da ngựa rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, rất là mềm, da thì thoải mái, full da nha anh chị, full da, có dây kéo ở trong này, lót da luôn, full da. Và ngày hôm nay Khương sẽ sale cho cô chú anh chị mình với giá là 240k. Và tiếp tục đây là một chiếc ví màu đen, ví ngựa màu đen nha cô chú anh chị. Và tiếp tục thì chiếc ví này Khương vẫn sale cho cô chú anh chị mình là giá 200k. Muốn sale giá nào là sale, cô chú anh chị nào thích cái nào chụp màn hình lại cái đó gửi qua cho Khương, giao đúng hàng đúng mẫu. Cô chú anh chị và các bạn mình được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng, nếu mà cô chú anh chị mình kiểm tra không đúng hàng thật anh chị mình cứ trả về. Và đây là một chiếc bóp da, ngày xưa là cái này là bán là 500k, được chưa anh chị? Và ngày hôm nay đặc biệt trong video này chỉ có một cái thôi nha cô chú anh chị, tất cả những cái sản phẩm trên bàn này là mỗi thứ là một món, không có cái nào mà được nhiều đâu nha cô chú anh chị nha, cho nên là ai nhanh tay mình sẽ đặt được thôi. Chiếc ví này ngày hôm nay Khương sẽ sale với giá là cho anh chị là giật mình luôn, ai mà nhanh như chớp thì mình sẽ đớp được cái này. Rồi cái này Khương bán cho anh chị là 220k nha anh chị, 220k trong cái video này. Và chiếc ví này da thì bao xịn sò,
bao xịn sò, bao chất lượng. Nhưng mà được một cái là cái hàng trưng bày ở trong đây, cho nên ngày hôm nay sale rẻ cho anh chị mình xài chiếc ví da bò thật xịn sò giống như thế này, sale cho anh chị mình giá 150k. Và đây là chiếc ví mini, đây là chiếc ví mini, đây thoải mái luôn, đây da xịn sò full da. Chiếc ví mini này Khương sẽ bán cho anh chị là với giá là 100k thôi, rất là rẻ luôn, rất là rẻ luôn. Của chú anh chị mình nhanh tay và chụp màn hình gửi qua cho Khương nha, số điện thoại thì để trên màn hình. Và tiếp tục, đây là chiếc bao da điện thoại đeo trong dây nịt nha. Ở đây mình đựng từ dòng iPhone 8 đổ lại nha cô chú anh chị, iPhone 8 đổ lại đó. Thì cô chú anh chị nào mình mua thì mình cứ liên hệ. Và chiếc ví này, chiếc bao da điện thoại này hôm nay sale rẻ cho anh chị xài 120k. Rồi tiếp tục, và đây là một chiếc bóp da bò màu đen rất là bóng bẩy luôn, rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay trong video này Khương vẫn sale cho cô chú anh chị và các bạn mình là giá 135k. Và tiếp tục, đây là bao da Zippo. Bao da Zippo này ngày xưa thì cô chú anh chị biết nè, đây là đủ màu sắc nha. Ngày xưa thì Khương luôn bán cái bao da Zippo này là giá 150k, được chưa anh chị? Và ngày hôm nay anh chị nào mua một lần là một cặp nha, một lần là hai cái, anh chị được quyền chọn màu, tại vì đây chỉ còn bốn cái thôi. Mua một lần một cặp thì Khương sẽ bán với giá là 150k, tương tự giống như ngày xưa một cái 150, giống như là mua một cái tặng một cái để làm kỷ niệm, được chưa anh chị? Và đây là một cái sản phẩm mới, đây là cái tay ga xe máy của mình là chạy từ là chiếc cúp 50 cho đến Z1000 đều thay được hết nha anh chị. Và đây là chiếc Adventure, cái tay ga của Adventure là một 135 á, Adventure là cái màu Adventure 135 luôn. Rồi thì cái tay ga ngày hôm nay anh chị nào mua một cặp tay ga này thì cặp tay ga này trên thị trường Khương đang bán với giá là 170k. Thì ngày hôm nay anh chị em nào mình mua là giá là 170k mà được hai cặp đó, bình thường là 170k được một cặp, bây giờ cô chú anh chị mình mua 170k được tặng kèm thêm một cặp luôn nha cô chú anh chị. Và tiếp tục, đây là tiếp tục là một dây thắt lưng chỉ còn có một dây thôi đó, một dây thắt lưng đầu có xấu nha cô chú anh chị, da bò hai lớp hai mặt, được chưa, muốn xài mặt nào xài. Và dây thắt lưng ngày hôm nay Khương bán với giá là 150k đó, cho cô chú anh chị mình sử dụng và lựa chọn và để xài. Rồi tiếp tục, chiếc ví da này là ông anh ổng mua ở bên Khương, là mua chiếc ví này, ổng đổi cái chiếc này đưa cho Khương, là ổng mua ở đâu thì không biết, nhưng mà mới chát luôn, mà Khương thì muốn gả nó luôn cho rồi sẽ để đây chi hoài. Ai mua chiếc ví này giá 150k luôn đó, nó rất là tuyệt vời luôn anh chị. Rồi thì anh chị thấy á, trong thời gian vừa qua thì cô chú anh chị mình cũng đã là sử dụng hàng sản phẩm ở bên Thế Giới Đầu Da của Khương, thì cô chú anh chị mình cũng biết được cái giá trị và chất lượng nó như thế nào. Và video đến đây là Khương tạm thời kết thúc. Cô chú anh chị nào mình mua hàng thì bấm cái số điện thoại kết bạn Zalo với số điện thoại Khương để trên màn hình. Rồi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video. Và bây giờ Khương Phạm xin thân ái và chào tạm biệt hàng cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.